giờ thả mù tèn 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 nè đổ vô nút một cái À, xin chào các bạn đến với chương trình review ẩm thực sốc hàng của Duy Nguyễn. Đó, thì hồi nãy là Duy chạy xuống dưới lầu 1 á, Duy thỉnh cái ly huyền thoại này để làm chi? Để uống súp thôi. Cái ly này giá trị là 50.000 ca đô nha, 50.000 ca là khoảng 1 tỷ mấy á mấy em. Nói chung là cái ly là ly danh dự, ly huyền thoại. Đó, ly này anh dùng để uống súp khẳng định luôn. Mấy bạn nào chưa biết ly là gì thì coi những video về Nutrach nha mấy bạn. Còn bây giờ mình đã xài ly Nutrach thì phải uống súp Nutrach. Đó, nó mới là tông sẹt tông. Cái giây phút quan trọng nha mấy em. Chơi sốc hàng không? Chơi là phải sốc nhanh vậy đó. Không có Nutrach nó thấy clip này chắc giận luôn. Ngại quá. Mỗi cẳng quá ngồi chủ nhật không quen mấy. Người ta nói là nhất là gì à, nhà Tây cơm tàu vợ Nhật. Quỳ mới chút xíu mệt quá. Mà sao có mấy nhỏ nó quỳ được 45 phút luôn, hay thiệt tơi. Tao chịu không nổi. Bởi vậy một hình ảnh giám đốc Duy Nguyễn rất là giản dị. Bạn nhìn nè. Ở trên nó sang chảnh nhiều, ở dưới nó bằng hàng nhiều. À, mà làm vlog cho nó mới giá trị thương mại mà. Thôi quăng đi mày, hết giá trị lợi dụng rồi. Rồi giờ ăn món cua hoàng đế nha, hôm nay đó rồi. Nay là Duy làm cái video là giải cứu cua. Tại vì cái đại dịch corona này á, thì nói chung nó tạch hết rồi. Nông sản tạch, hải sản tạch. Thì bây giờ là clip giải cứu hải sản. Đó, mà giải cứu con cua hoàng đế luôn. Mà xuống giá lắm em. Bây giờ phần này còn có 5 triệu à. 5 triệu à. Bình thường á là chắc 6 triệu. Mà nói chung nó tức lắm nha. Nó nóng rồi đó, nó quạo ơi. Tại vì sao? Tại vì á, Duy kêu chỉ thị cho tụi nó mua là bây giờ mình làm vlog á, mình lấy máy lớn là mình quay á, mua cho anh con cua tối thiểu 10 triệu. Mà lúc đó đó nó bán vé phòng tập, nó nghe không rõ, nó cứ kêu con cua thôi. Nó không nói rõ cua nhiều đem cua nhỏ ác kìa. Cua này mang cái gì? Trời ơi, cái chân núm. Cua này thì thôi nói chung là bị thất vọng đó mẹ. Lỡ rồi làm clip thì thiệt gì đây ba. Đâu râm nữa, ăn là dấu yếu sinh lý. Bỏ mang đâu làm chơi cho nó kiển vậy. Hồi hộp này nè. Mẹ giấy bạc gì tờ lưa vậy? Đây. Em tên tên. Cua nằm trong hang mà. Cua nằm trong hang. Kìa con cua. Kìa con cua. Ê, nóng quá. Kìa con cua. Kìa con cua. Là cua nằm trong hang nè. Cua nằm trong hang. Bữa bắn mặt gì chưa? Hả? À, đây, đây là con cua. Người ta làm hết rồi ba ơi, mình không làm. Giờ nói về con cua này á, nó thật sự với bạn á, lúc mà Duy bên Mỹ á, là hầu như là ngày nó ăn hết á. Ăn riết ngán luôn á. Cái con cua hoàng đế này Việt Nam nó mắc thôi. Chứ bên Mỹ nó đẻ bèo à. Ở bên Mỹ á, cái càng nó bự hơn con này nữa. Nhiều hình lắm, cái càng con này vậy thôi nha. Nhưng mà con Duy ăn ở bên Mỹ á, cái càng bự gấp 3 lần càng này xiền luôn. Càng bự gấp 3 lần càng này đo 2 găng tay mà. Thì cái loại càng đó đó, nó bán là 40 đô một bao. Nghe, 40 đô một bao. Thì Duy ăn lần có 5 bao à. Ăn lần 5 bao. Thì nó chế biến ra, nó làm, nó cũng làm giống mình đó, nó luộc vậy nè, nó hấp vậy nè. Nhưng mà nó có chút xíu dầu mà. Quỷ Mỹ nó ăn mẹ bơ thừa sữa cặn hoài khó chịu lắm. Nên á, ở bên bển á, là Duy ăn là 4 x 5 200 đô. 200 đô là 5 bao đúng không?
200 đô là 5 bao, nhưng mà tiền á, cái tiền bo là 20%. Tiền bo là 20%. Còn ở bên đây mình ăn mà đỡ bo. Cái này á, Di mua ở Việt Nam á, là Zalo thôi, tự cha con nhà nó ship tới thôi. Chứ Di không có trả đồng bạc bo nào trơn trời hết á. Xiền luôn. Ăn ở nhà hàng thì trả bo, còn bây giờ nó ship tới nhà không bo mà. Để bây ăn ở nhà được cái lợi thế. Nhớ rút kinh nghiệm nha. Mình ăn đồ ngon á, mình ăn ở nhà, đúng không? Mình ăn ở ngoài quán á, nó gọi là nó có những cái bất tiện lắm, mà để bữa nào chia sẻ cho. Còn Di đánh giá khách quan á, là cái con cua này nè, ăn ở Việt Nam ngon hơn nha. Ăn ở Việt Nam ngon hơn xiền luôn. Tại vì á, cái con cua này ở Việt Nam á, mấy bạn ăn là hầu như cua chết nó cho chó ăn rồi. Xiền luôn, không bao giờ Việt Nam có con nào chết đâu. Nó bơi ở trong hồ á, là các bạn thấy nó còn bơi ngon lành, lon ton lon tăng á, thì các bạn mới chỉ vô nó, à mày luộc con này cho tao làm hai món. Món hấp Hồng Kông với món nướng mọi, món lẩu gì đó không biết. Tức là cái con cua này ở Việt Nam các bạn ăn nó sẽ là tươi, nó sẽ là cua sống. Còn ở bên Mỹ bạn ăn cái càng đó là cái càng đông lạnh nha. Đa phần là cái càng đông lạnh. Còn cái càng tươi của nó giá nhiêu thì không biết ạ. Đó, đa phần bạn vô nhà hàng ở bên Mỹ tôi ăn cái này, tôi đi khắp tất cả tiểu bang ăn rồi. Tiểu bang Cali nè, rồi thành phố Los nè, thành phố San Francisco nè, rồi ở bên tiểu bang Florida nè, tiểu bang Texas kìa, test rất là nhiều về hải sản. Đó, mà nó chế biến nó ăn thì nó không được như bên này nó ngon hơn, nó ngọt hơn. Bây giờ nó là ăn cái con này nè, về Việt Nam ăn ngon hơn. Nên nó tóm lại á, nói về đồ ăn, nói về hải sản thì Việt Nam không ngán nào hết á. Nó không ngán nào hết, chứ là không ngán bố con nào. Đó là vấn đề hải sản và seafood ở Việt Nam. Còn cái giá con này á, bây giờ đang mùa corona nên 5 triệu. Hồi kỳ trước dân lại tìm con bự hơn 8 triệu. Bữa nay tính làm con 10 triệu mà thằng kia nó nghe không kịp, nó order cái này nè, hơi bị thất vọng mấy bạn. Hơi bị thất vọng. Nên thật sự á, mà khi mà Di quay những cái video này á, thì nói chung cũng có những thằng trẩu tre nó vô nó comment gắt lắm. Và đội ngũ media phải chịu đựng bạn. Nếu không mình ghe mình quay này mình xé này mình ăn bọp trước mặt nó, nó gồng thấy mẹ nó luôn á. Bởi vì mình order một con 10 triệu để làm chi, để mình chừa cho nó dễ càng. Mà giờ nó order con nhỏ ác này thôi, đúng không? Thôi sao chừa được. Cái này chắc quất cái sạch luôn rồi, đúng không? Mình cũng muốn cho nó biết ượng cua hoàng đế là ăn cua ra làm sao, ăn cua ăn với boss nó ra làm sao. Mà giờ thằng kia, tại thằng kia nha mấy em, thằng kia nó order bể quá nên thôi này xin lỗi vậy. Nói nhiều rồi giờ vô phát mấy em. Hai, vô một phát nha. Chụp cái gì mà chụp mày ơi, để tao vô một phát nè. Mày uống như Kiều Phong mới được mấy em. Kiều Phong trúng tên. À! Trước khi đi đến với cái món này á, thì Duy sẽ nói sơ về thành phần protein cá phát nutrition của nó nha. Bây giờ á, trong thịt trong cá mà chắc chắn là không có cáp rồi. Yes. Cáp là coi như zero nha mấy em. Vì trong này nó có phát, với nó có phát chứ, nó có protein. Mà trong hải sản thì nói chung là nhất là hệ cua, dòng họ mấy con cua đó, mấy thằng ngang như cua đó thì nó lên lắm. Nó hầu như là mỡ nó coi như không đáng ngại. Giờ mình tính thành phần chính của này là chỉ protein thôi, bởi tao nói ăn hải sản là bị gút. Đó, thì ý nó nói là ăn hải sản là hà rồ là đạm nhiều, protein nhiều, ăn xong rồi đi ngủ không đi tập gym á thì nó bị gút. Còn cái này là Duy ăn, Duy tập xong Duy mới ăn nha, chắc chắn là không gút. À, mà yên tâm đi, có tiền ăn cái này là khó gút nữa, nó khổ vậy đó. Mấy thường thường không có tiền ăn nó sợ tùm lum hết mấy em. Còn cái này anh nói thiệt vô tư đảm bảo luôn, con này á tụi nó báo về với anh là 2 kg. Con này BD 5 triệu 2 kg nha. Ăn án là con này là 60% vỏ, 40% thịt. Thì bây giờ đã còn nhiêu ta? 40 mà nhân cho 0.4 nhân 2 là 0.8 kg, đúng không? 0.8 kg, hệ số protein của con này khoảng chừng 20%. Đó, ăn hết con này 90g protein. Thì từ đó mình suy ra rằng á, cái lượng protein hấp thu từ con này là 90g. Đó, từ anh tính cho chắc cú mấy em. Rồi anh sẽ giải phẫu món này, nhưng mà trước khi giải phẫu á, ôi cái thằng khỉ này gà rồi. Nó có thằng, cái thằng mà mua cái con này trình chip lấy nước chấm kém quá. Nước chấm này phải gồm là 5 loại nước chấm. Trời đất, cái anh mày sành ăn lắm. Trời ơi má ơi, muối tiêu thằng này nó làm tầm bậy giả mang, nó chơi bột ngọt quá trời mấy em ơi. Trời ơi, đúng là má, cái quán này thiệt tình chơi bể quá cha. Thời buổi giờ chơi bột ngọt nữa.
ăn vô lũng bao tử chết. Mình ăn sơn hào hải vị, mình ăn cua là cua hoàng đế, cua để cho vua ăn. Còn cái màn mà muối tiêu này nấu tì nó còn chê nữa. Bởi vậy mấy bạn đi ăn ngoài tiệm là phải cẩn thận, thấy không? Nó cẩn thận, tức là có tôi nói vậy thôi à. Bây giờ nghĩ sao, muối tiêu này chắc chấm luôn, chấm ốc mỡ xiền rồi. Mấy ốc mỡ mà đông lạnh chết 50 ngày á, nó đi bán ốc mỡ xào me, nó bỏ muối tiêu này vô cho chấm nè. Đó, đổ vô, nút một cái. Ngọt phải. Biết gì ngọt không? Bột ngọt đó ông nội. Chờ thằng kia vô. Trong thời gian chờ thằng kia giới thiệu, đây là cái món bánh yến mạch. Hồi ăn vậy nó mới liên mấy em. Bây giờ thằng nào mà ăn cơm trắng này nọ mà nóc tô tô rồi thôi rồi. Bộ ba thằng Tánh cứu đâu có nổi đâu. Ê, cái loại bánh này ngon lắm nha. Cái loại bánh này là công thức độc quyền gia truyền của Duy Nguyễn á. Cái loại bánh này là trong đây nó có liên rồ 8 nha ba. Yến mạch trộn với liên rồ 8, trộn thêm chút xíu nguyên liệu nữa. Bỏ vô cái lò nướng của Ý hấp với ba. Ủa lộn, nướng. Bỏ vô cái lò nướng của Italy á. Bây giờ nhà thành phố á mấy em, mình chơi là phải có lò nướng nè. Lò vi sóng, vi ba, vi các kiểu, lò hấp, lò đầy đủ. Đó, bây giờ xã hội công nghiệp đó là vậy đó. Chứ không có đi mà chơi đốt than tổ ong mà cho nó khó, nó bụi nguyên cái Hà Nội nha ông nội. Vừa ngon vừa chất vừa lên. Ai muốn chỉ công thức làm bánh này, comment comment. Bảo đảm này rẻ nè. Cái này là mình quay vlog để mình lấy view thôi. Còn cái này là rẻ nè, rẻ mà xịn nữa. Cái này là ok lắm á, phù hợp túi tiền của đại đa số các bạn ngồi coi. Còn trong tất cả các bạn ngồi coi thì chắc được 0.1% ăn được con này. Nên cái con này là cái con quảng cáo. Còn cái này là cái thiệt. Đó, và cái này là cái thiệt. Đó. Giải phẫu nha ba. Chặt cái nhỏ thôi. Ê, nhắc nó chăm nha. Mấy nhỏ mày bắt, mấy nhỏ gái á, bồ tao. Một đống đứa con mày bắt luôn, nó chặt chăm, nó chặt giữa vậy nè. Thôi đi ông nội, chặt ngu. Mà nói nó cãi mày. Nó cãi, nó chủ mấy, nó chủ em chặt vậy đó, anh ăn cái gì. Cái nó không có ăn cái con khỉ gì mà mày chặt ngu. Đúng không? Rồi ok, phân tích cái ngu luôn. Điên máu rồi, hôm nay mấy nhỏ đó. Mấy con bồ cũ mà từng bị anh chia tay vô đây coi vào. Nó cắt vậy nè, thộn thề luôn. Chăm nó cắt vậy nè mấy em. Cụp 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 cụp, một đường. Cõi đưa mình dắt đi. Dắt bà nội nhưng mà chưa dắt. Trời đất ơi, để nguyên cái cùi giữa dắt đi. Em thấy cái núm nằm đây đúng không? Em cắt mặt qua bên cho anh. Xả xuống cho anh, bụp bụp. Không. Đó, bước 1. Rồi bước 2, ví dụ có hột á, lấy ra lễ. Xong rồi anh ơi không, anh là trai ghim cơ bắp. Sao anh đảm đang như con đàn bà vậy anh? Cái này không phải đảm đang. Nó là kỹ năng sống ba ơi. Đó. Xong rồi cái hồi cắt cái này, cắt một đường nữa. Xong rồi cắt chéo một đường nữa. Cái cùi nó thành tam giác bỏ. Còn miếng này bự quá, cắt thêm cũng bự thôi. Ừ, vậy mới đúng. Miếng chanh của mình để dành chút mình dắt nữa. Tại vì mình ăn cái chấm cái này chút mình chấm hết. Mình đổ cái mới vô dắt nữa. Cái đó đi nó giục luôn, nó chanh dắt rồi phải bỏ vỏ. Cái nó ủa vậy không lẽ anh xài em có một đêm anh bỏ em luôn hả? Tao xài chưa hết mà. Nó chán vậy á. Bởi vì nhiều cái trong tình cảm ức chế lắm em. Nhiều khi kể ra nó mà nói xấu nó chứ thiệt á. Bây giờ thường á anh ăn nó có hai kiểu nha. Một kiểu miền Tây với một kiểu Sài Gòn. Bây giờ anh ăn cái kiểu này em cũng biết kêu là miền Tây Sài Gòn nữa. Kêu là bây giờ là chúng ta ngồi chúng ta tháo mu. Đó, chúng ta tháo mu đó. Đó. Còn á cái kiểu kia là cái kiểu xẻ háng nữa. Còn kiểu này kiểu tháo mu. Xẻ háng làm sao? Cầm cái này là giật cái đùng ra, lấy con thịt trong đây ra cầm nút. Nó kêu là cái kiểu mà gọi là xẻ háng. Còn cái kiểu này là kiểu tháo mu. Em muốn chơi kiểu nào trước cũng đã đó. Nha. Giờ tháo mu. Tèn. Không phải khoe chứ cái mu con này là rất sạch. Riêng con Diễn biết trong cua này là cái mu rất sạch. Nó chỉ có cái mu con khác nó mới dơ thôi. Chứ cái mu con cua này rất sạch nha mấy em. Bằng chứng là đây. Tèn. Rồi tới cái mai. Ông mà có đứa nó cầm cái mai này nó nút luôn ông nội mẹ ơi. Thôi nói thiệt cái mấy cái thằng không phải nhà quê á. Nó không đi bắt cua, nó cầm cái mai nó nút luôn ông ơi. Cái mai là cái đồ bỏ nha ba. Toàn là chất xú uế của nó không mà nó cầm nó nút luôn. Ít ra ăn cua nó phải văn minh vậy cái đã.
Rồi cái này á, tháo cả bỏ luôn để nhìn con kia nó coi 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 nó giống cua biển mình không? Nó giống cua Cà Mau không? Hay còng gió không? Ê dưới quê con nào còng gió không? Sẽ hán, sẽ nghệ thuật nha. Má sẽ con này rút hồi ra cục thịt trong đây luôn nè. Ở Việt Nam mới cảm giác sẽ hán chứ bên Mỹ nó đâu có, ít có khi nào nó ăn nguyên con này lắm, ăn phần không à. Nè. Sẽ nhẹ nhẹ thôi, sẽ mạnh quá nó rách. Nhẹ nhẹ thôi, nghệ thuật cái hán mà nó quan trọng lắm em. Ồ, thanh kiều em để đó giùm anh em. Đó, thấy không, anh kêu sẽ hán. Đó. Đó. Wow. Thấy không, sẽ nó phải ra được cục thịt trong này. Trời ơi, nghệ thuật mà ba. Đó. Sẽ hán thành công rồi đó, nút đi. Ngọt. Nói về thịt cua ở Việt Nam thì ngọt của bên Mỹ nhiều. Xuyền luôn, anh ăn nhiều anh biết mà mấy cái đồ yêu này lạ gì nữa. Anh ăn như cơm bữa, đứt ngán luôn. Chẳng qua làm video thì phải tươi thôi chứ anh ăn này anh cũng lo cảm xúc rồi. Chấm. Má ngọt thiệt này. Công nhận ăn con này bên Mỹ, ủa lộn, bên Việt Nam đã thiệt. Bữa nào tao dẫn mẹ Việt Kiều đi ăn cho biết thế nào là hải sản Việt Nam. Con này nhập nè. Ngon lắm em, ngọt ngay à. Rồi tới cái càng. Bây giờ thử nha. Mình thử thôi. Giờ càng làm sao? Chắc chắn chỗ này sao là ở đầu nè. Mình phải thổi nó cho nó thịt nó văng đằng kia. Hiểu không? Xong cái chỗ này nè, nghệ thuật nè. Được thì được, được thôi nha, không có xua. Tùy vào cái độ thịt của con này nó còn liên hay không liên. Rồi chết mẹ, không được rồi. Không được mấy em. Á, má ơi, má thịt gì kỳ vậy, lôi được con chút rồi. Đó, phần còn lại làm gì? Ví dụ như không có kìm đi. Tập tạ đấy anh chị. Ờ, ghê chưa? Nè. Thôi, tao sợ tao luôn á mày. Ghê chưa? Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Lại mấy em. Cần gì kìm. Thấy ghê chưa? Ăn vậy nó mới đã. Ăn hải sản nó có cái đồ chọt em. Cái đồ đó là bằng kim loại, đồ để đẩy mấy nè. Đủ cho đồ chiêu hết á, chứ mấy này tại nó chưa ăn, nó chưa kinh nghiệm nó mua chứ. Tại vì cái gân con này nó rất là cứng. Cái gân của con này nha, trong cái đầu nè. Má gân cứng dữ không biết. Đó, giờ lấy con tay chọt luôn. Con này bự lấy con tay chọt được. Wow. Mà mình làm gì thịt nó dụng không ngon lắm. Ăn. Wow. Ở trong siêu thị nó sẽ bán như vậy. Nó hên lắm á. Tụi em hên lắm tụi em mới gặp được cái phần vậy. Còn không á thì nó bán từng càng vậy nè. Hên lắm mới có cục này nha. Chứ luôn còn không nó chặt ra đây nè. Bụp phát. Đó. Xong rồi. Bụp phát. Mấy em ráng chịu đựng chút xíu nha. Để anh cố gắng anh minh họa nhiều lần. Để cho mấy bạn trẻ người ta xem vlog người ta hiểu mấy em. Đó, có mấy đứa ăn cua mà nó xài kéo xài nĩa mới hài. Ngon mà. Bởi vì Việt Nam là thiên đường ẩm thực mà. Duy đi rất là nhiều nước trên thế giới rồi nhưng mà đồ ăn là Duy vẫn là thích ăn ở Việt Nam. Ngon ngọt. Đã. Ở bên Mỹ á, Duy ăn là Duy ăn cái này không à. Ăn cái này không à nha. Nó cái này ngon nè. Đó, đâu, cái này hà. Khá một cái nãy hen. Đó, bỏ qua ăn rồ cái chưa. Ghiền ở gì. Này con đi đế ngon. À. Trời ơi, cảm giác uống trong cái ly vua 50.000 cado nó đã quá. Đã quá. Em ơi. Cái con cua này á là nó giống con cua tôm Alaska.
cái càng của nó đó nó khác so với mấy đứa khác. Cái càng này nè nó khác cái càng này, hai cái loại thịt hoàn toàn khác nhau. Trong con tôm á, trong cái con cua này nó có ba phần thịt, phần càng này, phần mình và phần này. Thì cái phần này với cái phần này nó khá là giống nhau, còn này nó lạ, nó khác, phải thử mấy em. Mình bẻ phải cho khéo, bẻ đừng để cho tụt thịt. Cái này là nó vừa dai mà nó vừa cứng, thua. Không cách nào để búa đập được, đập nát thịt trong luôn. Nên đó phải có một giải pháp đó, giải pháp, ăn cua phải có này nha. Cái này là ăn là bao ngon luôn. Nhìn nè, đầu tiên kiếm ở chỗ nào đó kẹp đó một cái, đúng không, cắt vô một cái cụp, đúng không, xong rồi lẫy nó qua một cái cho nó bể rớt, không sao, rớt nó nhỏ thôi đó, lẫy qua một cái bẻ xong rồi đi tiếp, cắt tiếp đó, xong rồi lẫy qua một cái, không, hai thao tác thôi ăn được à. Phải có kìm này. Mình ăn cái này nè, ở Việt Nam á thì là người ta đập hết cho dập, xong người ta cắt hết cho tụi em chỉ bóc ra mà ăn thôi. Thì cái đó là nhà hàng nó làm. Còn ví dụ mình không thích, mình thích cái cảm giác mà tự mình quất á đó, mình không thích nó lột đồ sẵn mà mình phải tự thao tác á, thì nó làm nhanh. Rồi dùng lực nè, đó, bẻ ra đó. Ăn nó có cái thú của ăn mấy em. Nó thật sự người miền Nam á, người miền Nam của mình là ăn uống rất là thoải mái, ăn uống rất là vô tư và vui vẻ, không có gì phải sống cả. Bởi vậy thiên nhiên của Nam Bộ là khí hậu nó hiền hòa, của lộn hài hòa, sản vật nó phong phú, nó ăn nhậu tối ngày. Ăn xong thì tắm luôn nha mấy em, chịu hết nổi, không ăn bỏ uổng, ráng bào thôi chứ ngán rồi. Ngán rồi, anh nói ngán mấy em tin không? Comment thật lòng với mấy em. Mỗi lần anh ăn cái này live stream là toàn là 2-3 ngàn view không á, thầy luôn. Oh really? Mấy mốt ăn tới cua Quỳnh Đế, tôm hùm bông rồi nha. Còn ghẻ chắc chơi lần 20 con quá. Coi, giờ tính coi, cho đứa một càng, một càng, hai càng, ba càng, tự chia với một càng cho con dọn phòng, rồi đủ rồi đó. Thấy chơi đẹp không mấy em? Nó quay lấy chiếm rồi thôi á. Nè nè, hai thằng quay phim là hai càng, một thằng đi mua một càng, con dọn phòng một càng. Hay không, hết mẹ nữa, cua tao lại còn gì nữa. Nó mới chơi vậy thôi chứ mày thiều khí anh nó thật sự rồi mày. Anh quay video là chẳng qua anh quảng cáo, anh câu view thôi chứ còn. Mấy cái này đối với anh đồ bỏ, anh biết ngán mày. Mấy cái này đối với anh đồ bỏ, anh biết ngán mày. Không, tao làm gì tao không nhớ, tao em út hết á. Mà bà mẹ nó, thời gian tao đi Mỹ nó ngồi nhà chơi không à. Nó làm gì đó. Hôm nay biết cái cua hoàng đế nó ra làm sao. Không phải vấn đề là nói tụi em không có tiền mua cua hoàng đế, mà vấn đề là sếp nó ăn nó nghĩ tới tụi em. Cái điều đó quan trọng nhất. Đó, từ đó mà lo đi làm đi. Thề đúng không em? Tự nhiên anh nói còn ra tinh thần hai nó phấn chấn hẳn. Giờ kêu nửa đi sếp, em lấy ống macro ra em quay luôn nè sếp. Nã, nghệ thật ăn nè, nhớ học chiêu của anh nha. Nhiều khi anh làm nhanh quên chỉ mấy em. Cái này kêu là vô 100% lắm em. Nhìn anh nhậu nó xấu nữa, y chang như lỗ chí thâm vậy em. Có mày chùa nhậu đúng tục luôn. Thôi để anh chia ra cho nó công bằng mấy em. Mấy mẹ nó chia họ giành lộn muốn thấy mẹ nữa. Đó. Ok. Cái này nó kỳ ta. Thôi cho nó thêm cục thịt đi. Chắc mẹ. Thôi tự bay chia luôn đi. Tự bay chia luôn đi. Tao bó tay. Thôi xin chào các em, cảm ơn các em đã theo dõi video nha.
Thì cái chương trình review của anh cũng xin được khép lại ở đây. Nói chung là vui thôi. Nó review cho nó vui thôi này nọ chứ không có gì hết trơn á, trời hết á. Nhiều khi trong quá trình nói chuyện video thì có hơi sốc ốc chút xíu, nhưng mà thông cảm mà, vui thôi, không ý gì đâu. Nhan đừng có giận gì làm gì hết trơn á. Like, subscribe, share đi. Còn giờ nói chuyện nghiêm túc nè, chuyện làm ăn. Đó, là bây giờ là Duy Nguyễn tuyển đại lý tỉnh nha. Tuyển đại lý tỉnh làm giàu cùng BBT. Các bạn có vốn chừng 300 tới 500 triệu. Phần còn lại là tôi lo cho từ A tới Z. Ưu tiên đại lý tỉnh và đại lý dùng nha. Cái này là nói chuyện nghiêm túc đó. Chậm chân là mất mà nhanh chân là còn. Trên livestream gì đó rất là nhiều lần rồi. Nghe. Còn trong vấn đề là nhiều khi tại vì đóng clip mà. Ăn uống thì nó có hơi dung tục chút xíu, ăn nói thì nó có sổ sàng. Nhiều khi nói chuyện cũng hơi là sóc sóc, nhưng mà nói chung cái đó là cái phong cách vlog thôi. Chứ còn ngoài đời á, dù gì á cũng là cái ly 50.000 đô nè. Giải nhất của Nutrach đó bạn hiểu không? Đem về uống sức này nọ. Thì trong cái hư nó có cái thật, trong cái thật nó có cái hư. Thế giới mạng chỉ là thế giới mạng. Bây giờ muốn biết con người thật của Duy Nguyễn như thế nào á thì cứ cầm tiền tới cái căn phòng này gặp Duy, chúng ta trao đổi chuyện hợp tác làm ăn, ok? Bye bye, cảm ơn các bạn. See you later. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài.